thuốc đông y. Khương Trờ xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho bệnh nhân một cây thuốc để chữa viêm lưỡi, viêm lợi nhé. Đây, cái của đấy tí nữa ra xem đừng ngắt nữa. Chú Bảnh à, tí nữa đằng nào ở đây này ra xem cái này đằng này. Đây là cây dạ cầm các bạn nhé. Đây, dạ cầm thì có 3 loại, một loại xanh, một loại xanh, đây là loại tím, còn một loại không xanh có lông nhé. Cả 3 loại đều chữa bệnh, nhưng cây này tốt hơn. Vâng, mình lấy cái này nhé, đun nước uống và giã ra. Ngậm. Bây giờ phải cho cái này vào ngậm luôn đi thôi mà. Đi em nước bây giờ không nói được. Đấy, cái này. Thế là dạ cầm. Em thử ngắt một lá thêm ngửi mùi có được bác. Tha hồ, đây là đem về, đây là cây này. Nếu ở đấy có nhá. Đem cái về. Cái này thế mà nó tốt là cái dây nó to xong cái rễ nó vàng. Vâng, rễ vàng, lấy về làm thuốc dạ dày. À. Còn đây là cây cút khí này. À. Cây củ cút khí này. Ừ, cái cây này cũng nhiều mà. Cút khí chữa đau thận này. Chứ đi giải buốt, giải vàng. Nhưng cái này nó chua chua ấy nhỉ? Không, củ nó, lấy cái củ nó nhá, mài ra nhá, bôi lên đầu nấm tóc nhá. Đấy, còn đây nhà tôi phải trồng cái đu đủ rừng đây này. Vâng, cái này nó nhiều mà, chẳng qua. À, cái cây này thì ở ven nương nó nhiều. Ừ, nó chụp, cây... đây, còn cây này tôi nói với cô, ở Đúc Yên này không có đâu, đây là cây vọng cách. Tôi lấy ở tận nhà thờ Hưng Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ đấy. Ăn nhót không kìa? Ủa, cái nhót này nó sai, không biết làm sao mà nó sai thế. Cây bác lấy của em hôm nọ ấy. Đây, ở ngoài này. Đây. Cây đấy là cây chè vàng, đây. Đây, có thấy giống em ấy, phải bảo sợ không phải giống thuốc thì không phải, vẫn sợ. Đây, cây chè vàng. Mà chắc là tự cũng tương tự em ăn ăn mẻ đấy nhỉ. Ừ, ăn mẻ nó không bị. Giảm được 70% cơ mà trong em thấy đấy, khỏi cái gì nó chuyến này lấy được khỏi. Mỗi nước mắm em mới ăn mẹ. À, đây cái chè vàng đây. À, đây. Đang mùa hoa đấy. Đây này hoa đây này. À, đây. Hoa đây. Cái chè vàng đấy. Ở trên ở bên ấy có nhiều cái cây nho đông này không? Dù trên đồi núi Nã vẫn có. Không, cây này không đồi đá. Cây này mới là đồi đá. À. Cây này mới là cây quý này. Cây này bác ơi, có chỗ là nó... có chỗ nó tốt, nó như thế nhà này. Tôi phải trồng cả cây này cơ mà. Cây này gọi cây móng bò này này. Vâng. Đấy. Cái này là đúng rồi, bây giờ em cứ sợ là em là không phải cái giống này. Tôi thấy ở đây thị trấn mà nhà tôi trồng cây quân kia có quả. Đây, cây này còn bé hơn. Đây. Cây quân kia nó to, cái kia có quả, đã ăn được rồi. Sợ là không phải, cứ sợ cứ lăn tăn bảo em đâu lấy không phải cái cây này. Mà chỗ nào chỗ cô đang đứng này này. Dạ. Cách đây 10 năm nó sâu khoảng 8 mét. Vâng, đổ 5.000 xe đất đấy. Cô biết rồi này. Cái nhà tôi mà không đổ đất nó còn đổ mẹ rồi đấy, 5.000 xe đất đấy. Đây là đây là cái cổ bình đấy các bạn nhé. Cái cổ bình nhé. Đất nhà mình thì hơi rộng các bạn. Cây củ bình. Đây cây này, cây bách bệnh này các bạn này. Cái chị kia vừa với chụp cây này đấy. Đây cây bách bệnh. Đây là sâm đại quang các bạn nhé. Bạn nhìn sâm đại quang này. Cây này chắc củ phải bằng ngón chân thôi. Còn cây này mới là củ to. Cây này chắc phải bằng ổ chú dao. Cái này chắc củ phải bằng chú dao này. Các bạn nhìn thấy nó to này mà phải bằng chú dao. Cây này bán lên tiền lắm nhé. Còn đây là cây thôm nồm. Ơ nhà này hôm nọ nhổ mẹ cái thôm nồm đi rồi à. Cái thôm nồm ấy. Thôm nồm ăn tay ăn mồm ấy. Đây cây thôm nồm này. Cây mà nó lét tai lét mồm ấy. Không, đấy là cây hôm nọ con nhà Ninh Sánh
Cây nó lét mồm, con nhìn ninh răng, con dai như ninh thánh, răng hàm mặt. Không, cây là cây chè vàng tớ vừa đấy ở cây nhót kia. Xin chào các bạn nhé.